thật của con gái khiến cho con trai cực khó hiểu. Không sao đâu, anh cứ làm đi. Nhưng thật ra mày ngon thì mày thử làm xem. Thật quá. Ừ, tùy anh. Tùy anh nhưng mà phải đúng ý em. Em một. Ta không ổn chút nào. Ta ăn cay lắm đấy. Lên chưa? Anh yên tâm, em không nhớ gì nữa đâu. Anh yên tâm, em sẽ nhớ chuyện đó rất lâu. Kiểu gì? Em không đói, em không muốn ăn. Nhưng thật ra tôi đang rất đói. Anh chở tôi đi ăn ở tôi ngay đấy. Xách ba lô và đi. Anh đi chơi vui vẻ nha. Nhưng thật ra mày đi chơi không có tao. Mày có vui được không? Thế à? Dạo này em béo quá. Mày thử chê tao béo thật xem. Điều thằng nhìn thấy rồi. Còn đúng cái nền thế. Đợi 5 phút nữa em xuống nha. Đứng đợi tao 2-3 tiếng đi. Chuẩn bị tắm cái chiếc kính make up. Ôi mẹ em ơi. Ôi mày lại sợ mày quá luôn ấy. Anh thấy con bé kia xinh không? Mày thử mở miệng khen nó xinh đi. Trời ơi, thế lần đầu em nấu ăn ấy, anh có thấy ngon không? Ngon hay không cũng phải ăn hết. Mày thử chê một câu thôi là tao đập tan thớt rồi ra. Ôi giời ạ, chê vãi. Eo ơi, quê vãi. Anh thích những cô gái tốt bụng. Tiếc ghê, một ngày em đi ẻ 2 lần. Của tao à? Anh bán thân sale 50% nè. Việt Nam cầm bán thì chó rồi mà ai. Lông lắm vậy đi nhé. Sau khi chia tay em cứ nghĩ mình có thể quên đi phần nào đó quá khứ về anh. Em vẫn nhớ anh à? Ai ngờ em quên sạch. Anh cầm mồm đi. Sao em xấu tính ấy? Em còn xấu nhiều thứ nữa, cứ từ từ mà cảm nhận. Đối với anh, ngoài anh không quan trọng, tình yêu phụ thuộc vào cảm xúc. Có ai có cảm xúc với cái xấu đâu anh. Những sự thật về con gái. Em thích một chàng trai sòng múi hay một chàng trai giàu? Thật ra em cũng không quan trọng vấn đề đấy. Miễn là đừng xấu với nghèo là được. Bạn ảo thật đấy. Anh cầm mồm đi. Nếu sau này thành vợ chồng thì anh có cần đưa lương cho em không? Thử không đưa cho bà mà xem. Thật quá. Anh dỗ em đấy. Em tin tao dỗ ngờ của mày không? Anh ngủ đi. Ừ, anh ngủ đây. Mày thử ngủ thật xem. Kiểu gì? Tại sao em lại chọn anh? Lúc đầu định chát anh cho vui. Nhưng mà tại anh mặc đồ tập gym nên em thấy mê. Em thích một chàng trai mặc áo đại bàng hay mặc áo con sói? Em thích một chàng trai mặc đồ của Eat Me Sportswear. Chào em. Vâng, chào anh. Anh đến đây từ chiều. Cho em làm quen nhá. Em đang làm gì đấy? Ôi trời ơi. Ảo thật đấy. Làm được trò này đấy, làm được trò này cho mày 5 lít luôn. Ok em đi. Đừng quýt nhá. Đi không? Làm đi. Đi rồi. Đồ hay mặc quay video tớ để ở shop này nha.